Bà ăn đi ông trời lắng. Không, bà không ăn. Không, không ăn, bà răng không ăn. Không ăn, không ăn. Ăn, 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 ăn. Đó, nay rủ ra Trung Tuấn cho bà miệng. Làm hết được rồi. Đấy, hết đấy. Mỗi anh em có cách xa nhau làm sao 2 mét là được. 2 mét. Thì em cứ nhìn làm xa xa kia, anh làm đầu này anh hất về này, còn đầu kia thì em hất đằng kia. Thì xong đây, từ tầm 11 giờ trưa thì về. Thôi ra làm đi. Đoạn kia kìa. Mi ơi. Nào mày không ngứa tay quên không đi thì ấy vào. Ngứa hết rồi này. Đây này. Mẹ đi cấy lúa kiểu gì mà toàn đấy đâu. À, toàn cây ấy này. Toàn cây cỏ gì ấy nhỉ. Ngày xưa còn có lạo lúa, bây giờ lấy đâu lạo lúa. Toàn phun thuốc mà thế nào phun kiểu gì mà nó vẫn ra đấy. Đi hết hàng nào theo hàng đấy mà. Đấy. Nhiều nhỉ. Đấy. Rồi ốc đầy này, ốc cỏ đầy. Mùa này. Hả? À, bà cô kia đi đổ cỏ nắng ý này ấy thì ý này bà cô có ấy thì có lón này. Ủa, anh em mình thanh niên khác lứa dạng này đáng số là phải có cái đấy này. Hôm nay trời nắng lôi quá này, mua được hộp keo này không biết ông chú làm cỏ lúa ở đâu rồi. Chú bảo ở nhà ông chăm việc thế ông ra được cỏ lúa này. Thôi mai cho ông hộp keo cho ông giải lao cái. Ơi cháu ơi, mua hộp keo này lấy giải lao đi, trời nắng lôi quá. Covid thì đứng xa xa nhau đây nhá. Mình cứ ngồi gần. Ôi, kem với da kem đang làm dở. Đã bảo rồi Covid không ra đường, mẹ cứ bắt đi làm. Bẩn một tí là sao đâu. Đi 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 đi. Anh ơi, kem ơi. Đây đây đây, lắng quá. Ok. Sao anh quay đang lắng. Ăn đi, ăn đi. Cái gì? Cách 2 mét á. Cách 2 mét. Đi. Đi. Chưa đủ. Ok, ok. Lắng quá, lắng quá. Lắng quá, hai ông. Chào anh chứ. Điện. Chú lắng rồi, làm lấy rồi. Giải thoát chơi. Ngồi dịch vào, ngồi dịch vào. Anh ấy bảo ngồi dịch vào tí nữa. Rồi này găng tay đi. 10 găng rồi được. Đấy anh em ơi. Mà anh em nha, đấy mùa Covid cũng khổ vất vả. Cứ cách nhau là cứ về 2 mét. Trời hôm nay thật sự là rất là nắng. Ôi giời ơi. Trời rất là nắng này. Mới mua kem. Mày mua kem có để trong tủ lạnh không mà chảy hết này. Gọi lên từ lấy ra trả lên đứng đợi lắng này. Kem chảy hết này rồi. Trời nắng, trời nắng. Đây anh Minh anh bảo trời nắng. Trời lắng này. Trời lắng này. Sao lại chảy. Cái này kem mút à? Kem mút mua Lý Hoan đây. Đang nắng mà được cái que này, ngon kìa. Trời lắng quá quên không cầm cái lón mũ đi. Lúc nãy mày lên mày không cầm cho chú đi để biết lắng này đâu. À. À. Thôi không, không được. Đó, che mưa thôi. Che mưa thôi, che lắng sao được mày. Nắng làm sao che được. Có cái áo đi đi, đi buộc ở dưới không cho lên đầu. Anh Minh anh đang bảo là mày mua kem gì mà rớt rớt chảy sao bảo trời lắng à. Cháu đợi nửa tiếng hai chú với anh cứ thăm làm quá mùa Covid mà không thì đi làm đồng chả bẩn thì sạch với ai. Đi làm đồng thì phải chấp nhận. Về vợ giặt cho. Mày cứ làm như mẹ chạy phố không bằng. Mẹ chắc có khả năng mày bị đẻ nhầm ấy, chứ còn không mày sạch sẽ lắm mẹ. Mày khốn lắm. Bán kem bọn cháu bà ơi. Cháu mày ăn kem. Bà ăn đi ông trời lắng. Không, bà không ăn. Không, không ăn, bà
Không ăn. Nay rủ ra Trung Tuấn nhá, ba niệm. Anh em ơi, cảm ơn anh em xem video nhá. Vậy là video của anh em mình đã kết thúc. Anh em mình cũng chỉ muốn đưa những cái thông điệp mùa Covid từ nhà quê cho đến thành phố là luôn luôn phải cách xa nhau 2 mét anh em nhé, 2 mét. Đấy, thì vừa nãy anh em mình làm video, đó là video thằng cháu nó mang cho hộp kem lên. Hai anh em đang nằm lông nằm ruộng ngoài này, trời rất là nắng, được thằng cháu mang cho que kem lên. Và mình cũng chỉ muốn là đưa cái hình ảnh minh họa đến cho mọi người biết, đó là khi giao tiếp và ăn uống, tất cả mọi thứ sinh hoạt mà những người lạ đem đến thì thường thường là chúng ta sẽ phải cách xa nhau 2 mét các bạn nhé. 2 mét gọi là một sải tay này. Như mà hiện tại bây giờ mình đang quay video thì hai thằng cô em cô cháu này thì nó cũng đang đứng sát mình, mỗi anh em chỉ một bên cánh tay thôi thì vẫn thiếu. Nhưng mà đây là cái video để mình muốn nói với các bạn là làm sao phải giữ được bản thân mình và gia đình và xã hội để cái con virus sẽ không có thể nào dựng chéo ra được hết người nọ sang người kia các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Sạn Sệ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, bye bye.